thẩm định quy hoạch mới đô thị Cam Lâm 2045. Đây là một trong những cái điều mà Long thấy rằng là rất nhiều những anh chị nhà đầu tư đã từng đầu tư khu vực Cam Lâm quan tâm và những anh chị nào mà thời điểm này cũng đang tìm hiểu về Cam Lâm cũng rất là quan tâm về đô thị mới khu vực Cam Lâm Khánh Hòa bởi vì đây là một trong những cái điều tác động chính đến cái lượng giao dịch bất động sản ở khu vực Cam Lâm Khánh Hòa và đặc biệt hơn nữa là chúng ta biết được cái hướng đi thời gian sắp tới sẽ ra sao bởi vì Long vừa mới nhận được cái thông tin về văn bản đó chính là thẩm định quy hoạch mới của đô thị mới Cam Lâm Khánh Hòa. Long muốn cập nhật lại cho mọi người về khu đô thị mới Cam Lâm Khánh Hòa và quan trọng hơn nữa là Long muốn gọi là chia sẻ cho mọi người những cái chính sách và những cái nghị quyết của khu đô thị mới Cam Lâm Khánh Hòa để cho nhà đầu tư có thể nắm được làm sao mà những cái hướng đi sắp tới của bên phía gọi là khu đô thị mới Cam Lâm Khánh Hòa để làm sao mà cho mọi người có những cái hướng đi tốt nhất trong thị trường đầu tư bất động sản khu vực Cam Lâm Khánh Hòa mà thân Long bây giờ thì cũng đang cố gắng làm sao mà Long biết là nếu như bây giờ nói đến bất động sản khu vực Cam Lâm ấy, thì gần như là khu đô thị mới Cam Lâm sẽ là một trong những cái chủ đề mà mọi người cực kỳ quan tâm rất nhiều như anh chị nhà đầu tư sẽ quan tâm và Long sẽ cố gắng làm sao mà bám đuổi thật sát về cái những cái thông tin khu đô thị mới Cam Lâm này để làm sao mà giúp cho mọi người cập nhật được những cái thông tin mới nhất về khu, về khu đô thị mới Cam Lâm để khi mà mọi người có những hướng đi ấy, để chúng ta lựa chọn những cái hướng đi làm sao mà phù hợp nhất cho nhà đầu tư và bản thân long thì long cũng nhận được cái thông tin này dựa trên cái nhóm zalo của long thôi và long có một cộng đồng nhà đầu tư ở trong khu vực cam lâm thái hòa khoảng tầm hơn 300 nhà đầu tư ở trong đó thì mọi người có thể vào trong cái link zalo long để dưới phần bình luận của video để cho mọi người vào trong cộng đồng nhà đầu tư của long để làm sao mà cùng nhau uh, liên kết và cùng nhau gọi là khám phá những cái thông tin mới nhất và tạo được những cái mối quan hệ mới ở trong cộng đồng nhà đầu tư mới của long này để làm sao mà chúng ta tạo được những cái mối quan hệ mới trong cái nhóm group zalo về cam lâm của long và long sẽ chia sẻ cho mọi người chủ đề chính ngày hôm nay trong nội dung chính ngày hôm nay thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người thứ nhất là về những nghị quyết nghị quyết 09 và một vài các văn bản ngày trước của khu đô thị mới Cam Lâm Khánh Hòa và đặc biệt đó chính là ngày 27 tháng 7 năm 2023 ấy, về việc thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045. Đây là kính gửi ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Long sẽ gửi cho mọi người ai muốn lấy cái văn bản này thì Long sẽ gửi riêng cho bởi vì cái văn bản này thì long không lấy trong cái nhóm của long thôi thì đây với những cái nội dung chính này là như này long sẽ chia sẻ cho mọi người chi tiết nhé mọi người sẽ nắm được thứ nhất là về uh, kính gửi của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa thứ nhất là bộ xây dựng nhận được văn bản số 51 uh, 5170 ủy ban nhân dân khánh hòa đó là ngày 26 tháng 5 của năm 2023 của tỉnh ủy nhân dân cam lâm về việc giải quyết uh, các cái hồ sơ khu vực khu đô thị mới cam lâm khánh hòa mọi người hình dung ấy, là cái văn bản ấy, cái văn bản 5170 này nó sẽ là văn bản gì văn bản này thì là một văn bản rất là mới nó dựa trên gọi là từ 27 tháng 8 năm 2023 thì cách đây chỉ đâu đó khoảng tầm vài hôm thôi về cái việc gọi là thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 Đây là kính gửi Ban Nhân dân Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thì Bộ Xây dựng nhận được cái văn bản 5170 này xíu Long sẽ chia sẻ cho mọi người cái văn bản này bao gồm nội dung chính là gì à, về cái vấn đề gọi là trình về Bộ Xây dựng Hội nghề nghiệp đồ án quy hoạch đô thị Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa 2045 và sau khi ấy, Bộ Xây dựng có một vài những ý kiến như sau thứ là thực hiện lập quy hoạch Quyết định 1052 ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ là gì? Cái ngày 7 tháng 9 năm 2022 ấy, chính xác là ngày phê duyệt quy hoạch của khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa và từ đó đến nay ấy, thì mọi người đang gặp cái vấn đề là gì? Mọi người sẽ nhìn thấy được rất nhiều những cái bản dự thảo của khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa ở trên mạng gần như tràn lan. Thế nên là nhà đầu tư đang bị một cái vấn đề từ tháng 9 năm 2022 ấy, đến tháng gọi là tháng 1 của năm 2023 ấy, rất nhiều những cái bản quy hoạch được tung ra thị trường. Thế nên là nhà đầu tư bị vấn đề là loạn các cái bản nhiều bản quy hoạch đô thị quá nhiều khi nhà đầu tư nhắn tin hỏi Long là, là bản quy hoạch này có khả thi hay không ấy, thì Long cũng Long chia sẻ cho mọi người luôn là chính là Long chẳng biết bản nào khả thi cả bởi vì những cái khi mà có dấu đỏ ấy, trực tiếp của bốn bên ấy, thì khi mà ra thống nhất được cái đô phê duyệt được cái đô thị mới Cam Lâm Khánh Hòa ấy, thì đó mới bản chính thức còn thời điểm này chúng ta chỉ gọi là dự kiến tham khảo thôi. Và quan trọng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản cho bộ xây dựng ấy, đã có một vài các số văn bản gọi là chỉ thị đó chính là gì chỉ đạo các đơn vị giá soát bổ sung thêm về đồ án kế hoạch đúng theo pháp luật và yêu cầu theo nghị quyết 09 và xíu long sẽ chia sẻ cho mọi người sâu hơn về cái nghị quyết 09 này nó sẽ gồm những cái gì và nhiệm vụ chính của quy hoạch nhiệm vụ chính của cái nghị quyết này nó sẽ bao gồm những cái gì mọi người hãy cố gắng xem xem hết cái video này của long để làm sao chúng ta phân tích chi tiết từng cái một liên quan đến các nghị quyết trong văn bản này đồ án kế hoạch còn nhiều nội dung chưa phân tích đánh giá trên cơ sở số liệu thực tiễn khả thi và tính bền vững các cái pháp các cái giải pháp về quy hoạch nó nghĩa là vừa rồi trình một mài các bản lên nhưng mà chưa được phê duyệt các bên bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân khánh hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan đặc biệt là cơ quan lập quy hoạch đơn vị tư vấn à, gọi là thúc giục đơn vị tư vấn và đơn vị gọi là quy hoạch làm sao mà càng nhanh đẩy nhanh tiến độ hơn nghiên cứu nhằm giải trình cụ thể đóng góp những cái lý do và bộ xây dựng các ngành liên quan giả soát bổ sung hoàn thiện đồ án kế hoạch đảm bảo chất lượng quy định của pháp luật nghĩa vẫn, đang trong quá trình là sửa nhá, vẫn đang trong quá trình sửa vẫn đang trong quá trình sửa về việc giải trình hoàn thiện đoán kế hoạch tập trung vào các vấn đề trọng tâm như là xác định tiềm năng động lực phát triển đô thị Cam Lâm, dự báo quy mô dân số tiêu chuẩn hạ tầng và một cái đằng sau này không gian phân khu chức năng theo từng cái hướng nó sẽ là đô thị sân bay hệ sinh thái quốc tế và trung tâm là trí tuệ đổi sáng mới toàn cầu cũng như là một vài các sau khi mà nhận được hồ sơ đoán kế hoạch kèm theo văn bản là 5170 ấy, ngày 26 tháng 5 năm 2023 ấy, thì bộ xây dựng đã lấy ý kiến của các chuyên gia và Nhận được đầy đủ các ý kiến phản biện, đồ án quy hoạch xây dựng gửi bàn sao ý kiến cho các chuyên gia phản biện đề nghị Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng đúng theo quy định của pháp luật. Nghĩa là hiện tại đồ án này nó đang phải sửa lại một chút để làm sao phù hợp theo những cái hướng đi riêng của uh, bên phía tỉnh. Thì uh, mình sẽ, chia, Long sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Một vài những cái thông số trong này như là 1052 cái quyết định này, cùng có những cái nội dung chính là gì và nghị quyết không chính của Bộ Chính trị áp xuống là gì? và cái văn bản 5170 này xác định ngày 25 26 tháng 5 năm ba thì nó sẽ gồm những nội dung chính gì để khi mọi người nhìn vào mọi người nghe hết cái video này của Long ấy thì mọi người sẽ biết được từng cái các các cái dấu mốc quan trọng và về cái văn bản gọi là 1052 quyết định của Thủ tướng Chính phủ ấy nghĩa là gì cả là cái ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022 ấy, là về việc gọi là phê duyệt quy hoạch đô thị mới chung của khu vực Cam Long cánh Hòa thì cánh Hòa năm 2045 năm, của Thủ tướng Chính phủ này, nghĩa là cái cái văn bản này chính xác là của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu đô thị mới Cam Lâm thế nên là cái thời điểm mà tầm tháng 7 tháng 9 của năm 2022 ấy, thì như một thời điểm đó ấy, thì gần như là mọi người đã biết trước thông tin rồi trước thông tin từ cái giai đoạn gọi là đầu năm 2022 còn gọi là tầm cuối cuối năm 2022 đã có những thông tin mới rồi về, về việc gọi là quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm ừ. còn cái ngày ngày buổi là chính là ngày phê duyệt chính thức Thế nên là vì sao ấy, cái thời điểm mà truyền thông mạnh nhất của Cam Lâm ấy là tầm từ tháng gọi là tháng 1 đến tháng 6 của năm 2022 ấy, thời điểm đó là Cam Lâm rất là sốt bởi vì là mọi người đã đều biết trước thông tin về này rồi. Còn ngày 17 tháng 9 là ngày gọi là chỉ phê duyệt chính thức của khu đô thị mới Cam Lâm thôi. Đây là một cái thông số là phải mọi người biết là cái cột mốc phê duyệt kế hoạch là thời điểm nào. Tiếp theo yếu tố thứ hai là về cái nghị, nghị quyết không chính của Bộ Chính trị ấy, là gì có nghĩa là áp xuống Khánh Hòa. Khánh Hòa là một trong những cái tỉnh ấy, long thế là được rất nhiều cái lợi thế đó chính là được quan tâm từ gọi là chính phủ bởi vì là cái mục tiêu của khánh hòa từ giờ đến 30 ấy, trong cái nghị quyết 09 này long đọc và long đúc kết lại cho mọi người thôi bởi vì đọc cái bản này rất là dài thì khánh hòa là một trong những cái thành phố trực thuộc trung ương mà muốn phát triển lên thành phố trực thuộc trung ương ấy thì bắt buộc phải điều chỉnh những không gian hợp lý thì mọi người hình dung là các khu vực nào được làm trọng tâm thứ nhất là về thành phố nha trang được quy hoạch thành đô thị hạt Nhân này thành phố cam ranh này, đô thị du lịch này và logistics này bởi vì nó có cảng biển mà và khu vực huyện cam lâm sẽ trở thành đô thị sân bay hiện đại sinh thái đẳng cấp quốc tế và huyện Vạn Ninh trở thành đô thị biển cao cấp và nó muốn nói ý này là gì kinh nghiệm không chính của bộ chính trị vừa rồi ấy, có nghĩa là gì muốn đưa Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện tại hiện đại nó có liên kết gì với cả Khánh Hòa thế là Khánh Hòa muốn lên trở thành thành phố, thành phố trực thuộc trung ương ấy thì bắt buộc phải đẩy bốn cái khu vực nhất là Nha Trang thứ hai là Cam Ranh thứ ba là Cam Lâm và thứ tư là Ninh Hòa Ninh Hòa để làm sao và phát triển mạnh kéo được người dân về đây cũng như là quy hoạch được nhiều những cái tiện ích để giúp cho Khánh Hòa đạt được chỉ tiêu về cơ sở hạ à tầng, đạt được chỉ tiêu về dân cư để Khánh Hòa trở thành một trong những cái thành phố trực thuộc trung ương. Ở Việt Nam mình chỉ có 5 cái thành phố trực thuộc trung ương thôi, và năm khu vực đó năm khu vực cực kỳ phát triển. Thứ hai nghị quyết 09 nó muốn chia sẻ cho mọi người đấy. Thế nên là muốn thành Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc trung ương thì bắt buộc phải là ưu tiên thằng Cam Lâm này vẽ quy hoạch thật nhanh, vẽ quy hoạch gọi là chi tiết và vẽ quy hoạch nó nó đẩy nhanh cái tiến độ hơn để làm sao mà sau này các cái chủ đầu tư lớn họ về khu vực Cam Lâm để họ xin các cái dự án để họ đô quy hoạch lại toàn bộ đô thị của khu vực Cam Lâm Thế nên đây là lý do vì sao mà khiến cho nhiều nhà đầu tư tiền này chưa dám vào thị trường là bởi vì mọi người rất là sợ bị dính quy hoạch, quy hoạch lại toàn bộ. Nên khi mà có bản đồ quy hoạch phê duyệt chi tiết thì đó sẽ là thời điểm rất là tốt cho nhà đầu tư. Và cái yếu tố cuối cùng ấy là cái mà năm 107 vừa Long chia sẻ cho mọi người xác nhận à, của ngày 26 tháng 5 năm 2023 là gì? Cái ngày mà 26 tháng 5 của năm 2023 ấy phấn đấu trình chính, chính, phủ đã nghe cái dự kiến cái bản quy hoạch ấy, của Cam Lâm Thánh Hòa, khu đô thị mới Cam Lâm Thanh Hòa ấy, thì sẽ là tầm 25 26 tháng 5 là sẽ được phê duyệt cơ. Nhưng mà vừa rồi lại bị lùi lịch đẩy đi bởi vì là bị sửa đổi cần phải sửa đổi một vài điều chỉnh một vài các cái thông số điều chỉnh một vài các cái điều nó chưa hợp lý nhưng mà người dùng là phân đấu này có nghĩa là phê duyệt đoán quy hoạch cái mục tiêu nhá của cái, cái, của văn bản này là gì mục tiêu là chính là gì điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố nha trang đến trong tháng 4 là mình điều chỉnh xong phê duyệt xong và đồ án cam và đồ án quy hoạch chung của cam lâm là trong tháng 5 vừa rồi vì sao nhiều anh chị gặp cái vấn đề là hơi 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 băn khoăn là mình chưa nhận được thông tin phê duyệt kế hoạch bởi vì hiện tại nó đang bị trì trệ lại. Đây là công việc này, cách thực hiện này. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban thành cái tờ trình này ngày 30 tháng 5 trình cho Bộ Xây dựng. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung Nha Trang và quy hoạch và công văn giải trình ý kiến xây dựng và các bộ hội nghề đồ án đô thị mới Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2024 năm. cái là cái mục tiêu mục tiêu hoàn thành của khu đô thị mới Cam Lâm ấy là 26 tháng 5 tuy nhiên bây giờ vẫn gọi là trì trệ triển khai và long thấy rằng khi mà đã tung ra là cái văn bản như này, này ấy, thì mọi người dùng là đang muốn gọi là thúc đẩy hơn về khu đô thị mới cam lâm khánh hòa tuy nhiên rằng trong đây nó chưa nói rõ là ngày bao nhiêu sẽ được quy hoạch cũng như là, là xong về bản đồ quy hoạch khu đô thị mới cam lâm khánh hòa tuy nhiên là khi mà ra những văn bản này thì nó vẫn có những tin hiệu tích cực hơn cho nhà đầu tư khi mà tìm hiểu bất động sản khu vực cam lâm khánh hòa thế nên là long muốn chia sẻ cho mọi người về những nghị quyết như quyết định số 1052 đó là gì và thứ hai là cái nghị quyết 09 của bộ chính trị là gì và một vài các cái uh, thông số ở trang đằng sau này giả sử như là cái 5170 này nó là những cái gọi là văn bản này nó bao gồm những cái gì để cho nhà đầu tư có thật nhiều góc nhìn hơn về khu đô thị mới Cam Lâm Cánh Hòa đấy là điều Long muốn chia sẻ cho mọi người về cái văn bản mới nhất của khu đô thị mới Cam Lâm Khánh Hòa để cho mọi người nắm được tình hình trong cái văn bản mới nhất ngày 27 tháng 7 này. Còn về chính xác ấy, thì thời gian bao giờ phiên duyệt kế thì Long chưa biết. Tuy nhiên là Long sẽ cố gắng làm sao mà có những thông tin gì mới cái Long sẽ bóc tích cho mọi người lên trên này để mọi người đọc và mọi người sẽ hiểu được những cái thông số và những cái nghị quyết này nó sẽ bao gồm những cái gì. Đó là điều mà Long muốn chia sẻ cho mọi người. Và Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã xem hết cái video này của Long. Và Long cảm ơn mọi người.